sử dụng nước nóng và thuốc tẩy. Đa phần các máy giặt cửa ngang và máy giặt cửa trên đời mới đều có chương trình từ vệ sinh lọc giặt. Tuy nhiên, nếu máy giặt của bạn không có chức năng này, hãy chọn một chương trình giặt có chế độ làm nóng nước để vệ sinh máy giặt. Bạn cho một ít thuốc tẩy vào máy giặt để loại bỏ các vết bẩn nhanh hơn. Vệ sinh máy giặt bằng baking soda. Baking soda hay còn gọi là muối nở thường được dùng trong chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, ít người biết rằng, baking soda cũng có thể làm chất tẩy rửa đồ nồng nướng, các vật dụng trong bếp và có thể dùng để làm sạch máy giặt. Để làm chùi các vết bẩn bám trên bề mặt máy giặt, bạn có thể pha baking soda với một chút nước để tạo thành hỗn hợp hơi sệt, sau đó nhúng khăn ẩm vào hỗn hợp đó và lau chùi các vết bẩn. Sử dụng thuốc khử trùng, với cách này bạn có thể chuẩn bị những chất tẩy rửa tự nhiên và một khăn sạch để vệ sinh lồng máy giặt. Bàn lấy khăn và lau khô toàn bộ lòng mải giặt cho sạch sẽ. Phun một chút thuốc khử trùng vào bên trong lòng mải giặt để loại bỏ các bụi bẩn lâu ngày bám vào lỗ thông hơi. Vệ sinh mải giặt bằng giấm. Với mải giặt cửa trên, bạn hãy đổ nước nóng đầy lòng giặt và thêm 3 đến 4 cốc giấm trắng, nửa cốc baking soda. Với mải giặt cửa trước, hãy đổ giấm và baking soda vào trong lòng giặt trước khi mải bắt đầu chu trình giặt sau đó đặt máy giặt ở chế độ giặt để dẫm thấm sâu vào các ngõ ngách trong lòng giặt, giúp loại bỏ các vết nấm mốc còn bảng lại bên trong máy. Ngâm máy trong khoảng 30 phút đến 1 tiếng để tẩy sạch tất cả các chất bẩn còn bảng lại. Khởi động máy giặt với thời gian giặt lâu nhất. Sau khi máy giặt xong, dùng khăn sạch lau lại lòng giặt. Mở cửa máy giặt để bên trong được khô hoàn toàn.